Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Tôi là Hàng Hiếu. Thì trong cái video này thì mình sẽ demo cách gửi tiền tiết kiệm trên sàn Binance và cách rút lãi hoặc là rút gốc từ cái số tiền mà mình đã tiết kiệm về lại cái ví spot hay còn gọi là cái ví giao ngay của mình. Thì đây là cái ví hiện tại của mình. Đây các bạn bấm vào tổng quan về tài khoản thì hiện tại là mình trong cái ví của mình là cái ví giao ngay, mình bấm vào cái mục giao ngay thì hiện tại là mình đang có 9.179 đô đây, 79 USDT đây, các bạn thấy đây, đây hiện tại thì mình đang có là 9.179 đô. Thì mình sẽ dùng cái số tiền này để mình tiến hành demo cái cách gửi tiền tiết kiệm trên sàn Binance để các bạn xem. Ok, thì bây giờ cách gửi tiết kiệm đó là chúng ta truy cập vào trang chủ. Đây các bạn bấm vào đây. Đấy, thì các bạn bấm vào cái mục trang chủ. Thì ở đây các bạn sẽ thấy một cái menu đó là tiết kiệm. Đây các bạn thấy cái chỗ mình khoanh tròn đây, đây là tiết kiệm. Đây, thì các bạn ấn vào mục tiết kiệm. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó có các mục đó là tiền gửi không kỳ hạn. Hoặc là tiền gửi có kỳ hạn. Đây thì các bạn thấy tiền gửi không kỳ hạn là với cái đồng BUSD mà mình dự định gửi thì nó có lãi suất là 6% một năm. Thì tức là bạn gửi vào, tiền gửi không kỳ hạn tức là bạn gửi vào và bạn sẽ nhận lãi hàng ngày và bạn có thể rút lãi và gốc bất kỳ lúc nào. Còn tiền gửi có kỳ hạn thì nó sẽ có bắt buộc là các bạn phải gửi trong vòng 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày hoặc là 90 ngày. Đấy. Thì tiền gửi có kỳ hạn thì lãi nó sẽ cao hơn một chút so với tiền gửi không kỳ hạn. Nhưng mà các bạn thấy ở đây là một tiền gửi không kỳ hạn thì với lãi suất 6% một năm mà bạn có thể rút bất kỳ lúc nào thì đây là một cái lãi rất là cao so với các bạn gửi tiền trong ngân hàng. Chẳng hạn như các bạn gửi tiền tiết kiệm trên ngân hàng thì nếu mà lãi tiền gửi không kỳ hạn thì chắc các bạn chỉ nhận được 0.mấy% một năm thôi. Còn thậm chí bạn gửi trên ngân hàng mà tiền gửi có kỳ hạn luôn là kỳ hạn một tháng thì nó lãi nó cũng chỉ có 3.3% mấy. Nhưng mà nếu các bạn gửi tiết kiệm trên sàn Binance bằng đồng USDT hoặc là BUSD thì lãi suất không kỳ hạn là 6% một năm thì theo mình thấy cái lãi này rất là cao. Và cho những bạn nào muốn gửi tiết kiệm có tiền nhàn rỗi và gửi tiết kiệm thì có thể sử dụng tài khoản ngân hàng để mua cái đồng BUSD này và gửi tiết kiệm trên sàn Binance. Ok, thì bây giờ mình sẽ demo cái tiền gửi không kỳ hạn. Thì như các bạn thấy là đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào cái mục tiết kiệm. Các bạn nhấn vào tiết kiệm. Thì tại đây các bạn sẽ thấy là đồng BUSD nó có rất là nhiều đồng nha. Đấy, mỗi đồng nó sẽ có một cái lãi suất khác nhau. Thì mình có đồng BUSD thì mình bấm vào nút đăng ký ở trên đồng BUSD. Đây là cái nút này, cái nút này. Bấm vào cái nút này. Đấy, bây giờ mình sẽ bấm vào cái nút đăng ký. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó kêu các bạn nhập cái số lượng, tức là các bạn có bao nhiêu đồng thì các bạn nhập vào. Hiện ví dụ mình muốn gửi tiết kiệm hết luôn, mình bấm vào chữ tối đa. Đấy, thì nó sẽ ra là 9.179 đồng. Và mình click vào cái nút là tôi đã đọc và đồng ý thỏa thuận. Đấy. Còn ở đây là cái phần lãi 6% một năm. Sau khi mà các bạn đã nhập cái số đồng của các bạn vào thì các bạn ấn vào nút xác nhận mua. Đây thì lúc này nó sẽ thông báo là các bạn đã đăng ký. Thì cái ngày đăng ký là ngày hôm nay là ngày 25 tháng 3 vào lúc 11 giờ 6 phút. Bắt đầu lãi thì 7 giờ sáng ngày 26 tháng 3 thì lãi nó sẽ bắt đầu cộng vô. Và vào lúc 8 giờ thì nó sẽ trả lãi của ngày hôm qua. Đấy. Các bạn có thể chọn tự động đăng ký, tức là các bạn khi mà các bạn mở cái này, nếu mà các bạn bật cái này lên thì mỗi khi mà các bạn có đồng BUSD ở trong cái ví ví giao ngay á, ví spot á, thì nó sẽ tự động chuyển vào đây và để gửi tiết kiệm. Rồi nếu mà các bạn không muốn thì các bạn không cần mở nó. Đấy, thì như vậy là các bạn đã đăng ký xong. Thì các bạn đi vào cái ví landing này, các bạn bấm vào cái nút đi vào ví landing nè, bấm vào. Đấy. Đây, thì bây giờ các bạn bấm vào cái mục tổng quan tài khoản thì các bạn sẽ thấy là đây mình delete lại. Đấy, thì các bạn sẽ thấy cái mục là kiếm tiền nè. Kiếm tiền. À, thì hiện tại là các bạn sẽ thấy là cái số tiền mà mình đã gửi cái tiết kiệm ở đây. Thì để mà chi tiết thì các bạn bấm vào cái chữ kiếm tiền. Đây. Đấy, thì các bạn kéo xuống. Đấy, các bạn sẽ thấy là
Tiền gửi không kỳ hạn là đồng BUSD đang gửi là 9.179 đồng. Đấy, lãi suất. Đấy, thì khi mà các bạn đã gửi tiết kiệm xong thì nó sẽ vào cái mục kiếm tiền nha, trong cái phần ví của kiếm tiền. Và khi mà các bạn mà giả sử như các bạn đã gửi sau một ngày thì có lãi, hoặc là các bạn có thể bây giờ các bạn muốn rút gốc luôn, thì các bạn cứ bấm vào cái này, các bạn cứ vào cái mục kiếm tiền và các bạn bấm vào cái này nè. Các bạn click trên chỗ nào cũng được thì các bạn nhấp vào. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là nó hiện thông tin số tiền mà các bạn đã gửi. Thì các bạn muốn rút ngay lập tức thì các bạn cứ bấm vào chữ rút thôi. Bấm vào chữ rút. Thì nó có hai cái là rút nhanh và rút thường. Rút thường tức là các bạn đợi vào ngày mai nó trả lãi xong thì các bạn rút cả gốc lẫn lãi luôn. Còn các bạn muốn rút nhanh thì các bạn bấm vào rút nhanh. Và các bạn chọn số lượng rút là tối đa. Và các bạn bấm vào cái rút này. Và các bạn bấm vào xác nhận rút. Đấy thì là xong. Bấm vào hoàn tất. Thì đây tiền nó sẽ gửi lại cái ví giao ngay của các bạn. Đây là 9.179 đô. Đó các bạn hoàn toàn không mất phí gì cả. Và các bạn có thể gửi và nhận lãi bất kỳ lúc nào. Lãi nó sẽ tính theo ngày. Và với lãi suất 6% một năm không kỳ hạn thì theo mình thấy đây là một cái ưu điểm rất là tốt. Nếu mà các bạn có tiền dàn rỗi mà muốn thay vì muốn gửi. Thì để sở hữu cái đồng BUSD này hoặc là đồng USDT thì các bạn có thể sử dụng chức năng B2B của sàn Binance để các bạn mua. Thì cái link hướng dẫn cách mua đồng coin bằng Binance B2B thì mình để ở dưới phần mô tả video. Đây. Thì bạn nào mà chưa biết thì nhấp vào để xem. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì các bạn hãy cho video của mình một like và chia sẻ nó với mọi người để giúp kênh của mình phát triển và mình có thể chia sẻ nhiều cái kiến thức bổ ích khác đến các bạn. Xin cảm ơn các bạn.